Shop hàng Nhật Đồ Địa xin chào các bác. Hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2020. Ngày tiếp nối cái lô điều hòa cục về ngày hôm kia thì hôm nay lại về tiếp được một cái lô mới. Cái điều hòa dòng Sanyo 4-in-1 coi nhé. Đấy, dòng Sanyo 4-in-1. Rất là nhiều các bác khách hàng ưa chuộng thì hôm nay em lại về được một cái lô này. Cái lô trước em về được 13 con thì bán hết sạch còn 2 con. Còn 2 con số 1 số 2 này. Còn em về thêm được 11 con nữa thì tổng số thành 13 con. Thì trước khi vào giới thiệu cái lô này thì em cũng nói luôn giá cho các bác, để các bác nào mà không muốn xem hết clip thì các bác có thể biết giá luôn. Đây là cái điều hòa Sanyo điện 220V 4 chức năng trong 1. Đã. Em bán là 3,2 triệu một chiếc các bác nhé. Giá không bao ship ạ. Đấy, các bác lưu ý là giá bán tại cửa hàng là 3,2 triệu ạ. Đấy. Để các bác biết giá luôn cho nó dễ. Giá 3,2 triệu các bác nhé. Thì cái lô này thì quảng cáo các bác cũng tương đối nhiều rồi. Các bác nào đăng ký kênh YouTube của em thì các bác biết. Các bác mà muốn theo dõi lại các cái clip của em thì các bác có thể tích vào cái chữ Giang Vũ Hoàng ở trên cái kênh YouTube đấy ạ. Các bác thì vẫn chưa nắm được. Và các bác phải xem xong nó trôi mất. Nhưng mà các bác chỉ cần tích vào cái chữ Giang Vũ Hoàng ở trên kênh YouTube đấy thì các bác có thể xem lại tất cả toàn bộ các cái video của em, clip của em. Đấy. Trong tất cả các clip thì đều có mẫu mã và giá cả từng mặt hàng. Cho nên các bác cứ xem, chịu khó xem clip thì sẽ biết được tất cả các giá cả để mình xem các mặt hàng nào phù hợp, con máy nào phù hợp thì các bác đặt hàng thì nó dễ. Tất cả các clip đều có giá các bác nhé, để các bác nắm được. Đấy. Bây giờ giới thiệu từng con một với cái điều hòa này. Điều hòa này thì bản chất nó là một cái điều hòa di động ở bên Nhật. Nhật họ sản xuất để xuất đi các nước châu Âu các nhé. Toàn bộ sản xuất tại Nhật hết, Made in Japan hết ạ. Chứ không có sản xuất tại Trung Quốc hay nước nào đâu. Họ sản xuất điện 220V để họ xuất đi các nước. Đấy ạ. Xuất đi các nước châu Âu đấy. Công suất của làm lạnh của nó là hơn 330W, làm nóng thì hơn 1000W. Đấy. Công suất hút ẩm của nó thì 20 lít một ngày. Vào mùa này các bác mua hút ẩm thì tuyệt vời luôn. Hút ẩm ga với con hút ẩm khủng. Và giá thì rất là hợp lý, đa chức năng. Vừa dùng để sưởi ấm được, mùa hè lại mang ra làm mát được. Hay hơn là các bác mua một con hút ẩm bình thường. Đấy. Mà hút ẩm bình thường thì không phải rẻ chút nào. Con này thì hội tụ đầy đủ tất cả các tính năng. Ở trên đây em có 13 con thì cũng quay sát từng con một để các bác nào có nhu cầu các bác đặt hàng nhé. Các bác đặt em theo số. Nếu các bác ở xa thì đặt hàng thì vui lòng đặt cọc trước em 500.000, em giao hàng qua đường bưu điện thì các bác nhận hàng thanh toán nốt. Còn các bác ở nội thành Hà Nội thì có thể ship sang, tùy các bác sang tận nơi. Đấy, giờ em quay clip từng con, quay từng sát từng con một để các bác nào có nhu cầu thì các bác chọn ạ. Đây đang số 1 này, số 2 này các bác này. Số 3 này. Số 4 này. Số 5 này. Đây là máy em về em cũng chưa vệ sinh thôi nhé. Đấy. Và vệ sinh xong thì nó cũng sẽ sạch đẹp thôi. Sẽ sạch đẹp như những cái con này này. Đấy ạ. Còn đây là hàng về chưa vệ sinh. Số 5 này. Số 6 này. Đây cần cảnh từng con một thì các bác nào nhu cầu vào đây. Số 7 này. Số 8 này. Số 9 này. Số 10 này. Số 11 này. Đây số 12 và số 13 này các bác này. Đấy. Mình quay lại một lượt để các bác theo dõi nhá. 13 này. Đấy, các bác nào ưng con nào thì các bác lấy cho nó dễ. Cái này thì em bán rất là nhanh. Về thì 1-2 hôm là hết hàng thôi. Chứ bác nào có nhu cầu thì các bác đặt sớm ạ. Đây. Bây em quay cận cảnh một con để các bác nắm được cái bản chất của một con máy này. Đây, nó là một con máy này, nó có đảo kính gió tự động này các bác này. Đây, kính gió nó đảo tự động luôn. Có chức năng đảo kính gió này, hẹn giờ tắt, hẹn giờ bật này. Có chế độ gió tự nhiên này. Đây, gió chỉnh tốc độ gió yếu, trung bình, cao này. Có bốn chức năng quạt gió này, sưởi ấm này, hút ẩm này. Và là mát này. Đây. Ở bên kia này của nó là có bình nước để chứa nước này. Thì các bác hút ẩm thì sẽ chứa nước và điều hòa với cả hút ẩm thì sẽ chứa nước vào đây. Đằng sau này là cái cửa thổi gió nóng này. Còn đây là tem mát của nó này, để các bác xem này. Công suất 330W này. Làm mát này. Làm nóng là 1130W này. Hút 20 lít một ngày này. Đấy. Bên này là các bác nếu mà không muốn nước chảy vào bình thì các bác cắm ống vào đây hoặc cắm ống vào đây để dẫn nước đi.
thì nó sẽ lâu. Bên trong là dàn nóng này, à dàn lạnh này. Đấy, cấu tạo của con máy nó là như vậy. Đây là điều hòa các bác nhá, lốc ga đầy đủ đấy. Con này sử dụng ga R22. Lốc ga đầy đủ các bác nhá. Đấy, trên đây là cái lô hàng vừa về. Những bác nào có nhu cầu thì các bác alo cho em nhé. Cảm ơn các bác.